Thưa quý vị và các bạn, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là một trong những giải pháp góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch. Do đó, thời gian qua, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số, cải cách chất lượng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp giao dịch hồ sơ trên môi trường mạng. Nhờ triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, mà giờ đây việc thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến đã không còn xa lạ với người dân huyện Cao Lộc. Chị Tô Thị Thảo ở xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, cũng như những công dân khác, khi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện giao dịch hành chính, giờ đây chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, thay vì phải mang theo các giấy tờ tùy thân như trước, thì việc thực hiện thủ tục hành chính vẫn diễn ra theo đúng quy định, nhanh gọn, khiến chị cảm thấy rất hài lòng. Hôm nay tôi đến làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm, thì đến đây thì được các anh chị hướng dẫn rất là tận tình, nhiệt tình. Và khi làm thủ tục ở đây thì rất là thuận tiện và không cần phải đi lại nhiều lần, mà chỉ ra một lần là các anh chị đã giải quyết xong, và khi xong thì có tin nhắn gửi đến để ra lấy kết quả, và làm rất là nhanh chóng, và tôi làm và được nhận trước thời gian hẹn ạ. Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Với phương châm, lấy con người làm trung tâm, công nghệ hỗ trợ và thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính trên môi trường số, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, tỉnh đã triển khai cung cấp trên 1.800 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.085 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 443 dịch vụ công trực tuyến một phần. Điều đó có nghĩa hơn 1.000 thủ tục người dân có thể giải quyết hoàn toàn qua mạng và nhận hồ sơ tại nhà. Kết quả năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận trên 543.500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tuyến trên 440.590 hồ sơ, chiếm trên 81%, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ với công tác chuyển đổi số, tạo ra những chuyển biến ngày càng mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ tiếp tục tham mưu cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban tỉnh thực hiện đồng bộ quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nhằm tạo những chuyển biến rõ nét, tích cực hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần tăng niềm tin của người dân vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Thời gian tới, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm phục vụ tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính. Qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.